Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục IVF Radio, được phát sóng thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng số của Trung tâm Hiếm Muộn và Y học Giới Tính Hà Nội. Thay mặt những người thực hiện chuyên mục, xin gửi lời chào đến các thính giả đang lắng nghe chương trình. Vừa qua vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại tọa đàm về chủ đề tinh trùng yếu của Trung tâm Hiếm Muộn và Y học Giới Tính Hà Nội thực hiện, chúng tôi đã có dịp được lắng nghe về hành trình tìm con đầy xúc động, nghị lực và cố gắng của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Lộc và chị Phạm Thị Thanh Xuân đến từ Hà Nam. Trong suốt 13 năm tìm con, anh chị đã trải qua đủ các cung bậc thăng trầm của cảm xúc, từ hy vọng, thất vọng, buồn tủi và có cả những lúc tuyệt vọng. Khoảnh khắc nhận được kết quả bệnh lý vô tinh, anh Lộc gần như suy sụp và anh không dám đối mặt với người vợ đang mong mỏi con yêu ở nhà. Lúc này, anh đã lựa chọn đơn độc một mình đi điều trị khắp các bệnh viện lớn từ Bắc vào Nam, thăm khám cùng những bác sĩ nước ngoài nổi tiếng, trải qua cả những cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Thế nhưng, kết quả mà anh nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Khi biết được chồng mình gặp bệnh lý như vậy, chị Xuân không hề trách móc oán hận mà lại càng nắm chặt tay chồng, cùng anh tiếp tục trên hành trình tìm kiếm tiếng cười con yêu. Với quyết tâm không bỏ cuộc, phải tìm mọi cách để đón được con, ngày 30 tháng 6 năm 2023, hai anh chị đã đến thăm khám cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Phi tại Trung tâm IVF Hà Nội. Sau khi thăm khám và được bác sĩ tư vấn, anh Lộc quyết định mổ tìm tinh trùng với phương pháp micro TESE, sau đó sẽ kết hợp cùng trứng của vợ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nói chung là hành trình nhà mình thì tương đối là dài, nó rơi vào 13 năm. Từ năm 2010 thì là vợ chồng mình kết hôn. Sau đó thì sau 6 tháng ấy, thì là vợ chồng mình không thấy có tin vui ấy. Thế nên là anh nhà chị là cũng chủ động đi khám. Chứ trong cái quá trình đấy thì anh khám thì anh cũng không hề nói với chị đâu. Anh cũng chủ động đi khám mình anh thôi. Thế sau khi khám về thì chắc là anh cũng có kết quả trong tay luôn đó. Thì anh cũng rất là buồn. Nói chung là rất là buồn. Buồn thì chị cũng có hỏi anh là vì sao mà anh đi đâu về mà buồn thế. Thế thì anh cũng không nói đâu. Anh cũng không hề nói với chị là anh có cái kết quả như thế hay anh đi khám bệnh gì cả. Thế mãi sau này thì bắt đầu là anh cứ dần bắt đầu nói với chị rằng là anh đi khám kết quả như thế đấy thì anh bị không có tinh trùng, bác sĩ kết luận là không có tinh trùng. Thế thì chị cứ động viên rằng là mới khám một nơi như vậy thì cũng không nên là dựa vào cái kết quả như vậy. Thì chị cũng động viên anh là thôi anh cứ đi khám một số nơi khác đi. Thế thì anh cũng đi khám thêm một số nơi nữa thì là các bệnh viện khác họ cũng kết luận giống nhau. Đó, thế thì sau đó thì thôi thì cũng hai vợ chồng cũng biết kết quả như thế rồi thì lại tập trung vào làm ăn thôi. Cứ tập trung vào làm ăn. Thế đến năm 2013 thì là anh một mình lại đi vào Từ Dũ, đi vào trong bệnh viện là trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì là vào trong đó thì có nghĩa là từ cái bệnh viện ở Hà Nội là được giới thiệu trong bệnh viện trong Sài Gòn, bởi vì là ngoài mình cái thời đó là chưa có cái công nghệ gọi là chọc màu tinh hoàn đấy, thì là được giới thiệu vào trong đó thì anh cũng làm. Sau đó thì đợi kết quả 5-6 ngày đấy thì là bác sĩ cũng nói luôn là cũng không có, thì là cũng hết hy vọng. Thời đó thì cũng chưa có cái công nghệ mổ như bây giờ. Thế thì hai vợ chồng họ thôi quyết tâm làm sao mà cứ uống thuốc thôi. Gọi lúc đấy là chị chỉ tin tưởng còn là thuốc thôi, chứ không nghĩ là mình sẽ có một cái kết quả tốt như ngày hôm nay đâu. Thì tiếp tục uống thuốc, hai vợ chồng cứ duy trì uống thuốc. Rồi đặc biệt là chị cứ suy nghĩ này, bây giờ về phía anh đã như thế rồi thì chị thôi thì còn một bên là chị thì chị cũng phải duy trì thuốc của chị, bởi vì kết hôn năm đó là cũng 25 tuổi rồi. Thế thì qua một cái quá trình như thế thì chị bảo thôi chị cũng phải duy trì cái thuốc của chị là thuốc nội tiết rồi. Nói chung là thuốc gì mà nó liên quan đến phụ nữ là mình phải theo đuổi, phải uống. Bởi vì sau này thì còn nước thì còn tát. Nhiều khi có khi đến khi mà chữa được anh rồi lại đến chị nữa thì cũng mệt lắm. Thì chị cũng nghĩ là như thế. Nói chung là mình cũng phải có cái suy nghĩ nó phòng tránh xa. Thế đến cứ làm ăn như vậy, hai vợ chồng cứ làm ăn như vậy thì đến một ngày thì là anh chị mới trên Facebook ấy, thì mới biết đến cái Trung tâm Hiếm Muộn Y học Giới Tính Hà Nội. Thế thì chị bảo anh là anh ơi em theo dõi cái nơi này rồi, họ làm thành công cao lắm mà nghe bác sĩ có vẻ tư vấn cũng nhiệt tình. Thế thì anh bảo là thế cứ suy nghĩ xem xét xem như thế nào, thì tìm hiểu cũng phải mất thời gian ngắn thôi. Thì bảo thôi quyết định đi lên trên này. Thì hai anh chị bỏ theo quyết tâm đầu tư thời gian lên đây. Lên đây thì khám thì qua các bước khám xét nghiệm máu rồi nhiều thủ tục khám lắm. Nói chung là ở đây thì chị thấy đánh giá rằng là cái gọi là cái ngay từ bước đầu bước đầu vào mình đã thấy có một cái niềm tin thì đấy, đặt một niềm tin rất là lớn rồi. Bởi vì mình thấy là khác so với mình đi khám nhiều nơi lắm, mình thấy khác lắm. Kể cả từ các cái công đoạn khám mình thấy cũng khác, sàng lọc rất là kỹ, khám rất là kỹ. Thế khi mà tìm ra nguyên nhân là từ anh ấy, thì là được giới thiệu phòng của bác sĩ Phi. Thì bác sĩ Phi nói là cái này chắc chắn là anh phải dùng cái công nghệ cao nhất, đấy là mổ, phải là mổ. Thì là mình hai vợ chồng bàn bạc quyết định mổ, nhưng bác nói rằng là trước khi mổ thì anh phải làm cái xét nghiệm, đó là cái xét nghiệm nhiễm sắc thể và cái gen di truyền, thì tỷ lệ nó là 40 đến 50%. Thế thì khi mà làm cái xét nghiệm đó thì cũng phải đợi một thời gian rất là lâu, tương đối lâu, phải nửa tháng mới có kết quả. Hồi hộp lắm, về hồi hộp đó, không biết là chồng mình là có mổ được hay không nữa cơ. Có nghĩa là đến giai đoạn nào thì mình lại mừng cái giai đoạn đấy. Bác sĩ nói là khi mà bác sĩ cho làm xét nghiệm đó, khi mà có kết quả xét nghiệm đó là bác sĩ khẳng định là mổ được, mổ và tỷ lệ là 40 đến 50% sẽ tìm thấy tinh trùng, là đã lại mừng đã rồi. Đến cái bước nào là mình mừng bước đấy rồi. Nên mừng xong nó là quyết định mổ và bác sĩ hẹn ngày mổ. Và cả một cái quá trình anh mổ thì mấy tiếng đồng hồ ấy, mình ngồi đợi ở dưới phòng chờ, mình sốt ruột lắm. Và khi mà ca thành công của anh mổ xong thì được báo, mình chắc là mình sẽ là người được nghe đầu tiên, kết quả đầu tiên rằng là chị ơi, anh nhà chị mổ xong rồi và đã tìm thấy tinh trùng rồi. Mình lại mừng lắm. Mừng xong rồi thì lại đến cái bước của mình là bước chọc trứng. Thì không biết là tuổi mình 37, 38 tuổi rồi, không biết là tỷ lệ trứng như thế nào, lại hồi hộp lắm. Thế xong rồi chọc trứng xong rồi lại nghĩ là không biết là tạo phôi như thế nào nữa, vì là tinh trùng như thế rồi trứng của mình không biết là có chất lượng. Lại hồi hộp chờ đến ngày 3 để nghe kết quả phôi. Mình hồi hộp đến ngày 3 thì nghe kết quả phôi là mình được 16 phôi, lại mừng quá rồi. Thế xong là nuôi đến ngày 5 thì mình lại hồi hộp đến ngày 5 xem là phôi của mình, nuôi đến ngày 5 thì được bao nhiêu phôi. Thì bệnh viện cũng thông báo rằng là nuôi đến ngày 5 thì số phôi của mình không bị mất phôi nào cả, vẫn là 16 phôi. Đấy, rất là mừng. Họ nghĩ họ đúng là trời thương mình rồi. Khi mà tạo được phôi đã mừng lắm rồi. Còn đến giai đoạn chuyển phôi như nào thì mình chưa biết, miễn là có phôi là có hy vọng. Thế nên khi mà mình đến cái ngày chuyển phôi ấy, thì mình cũng trước khi chuyển phôi thì cũng phải theo tư vấn của các bác sĩ ở đây là uống thuốc, dùng thuốc, rồi là có kiêng cữ là nó sao, là mình đã được tư vấn rất là cẩn thận. Thế rồi đặc biệt là các cái bạn nhân viên ở phòng quầy lễ tân, các bạn theo dõi sát mình từ những ngày đầu. Đấy là mình thấy là có một cái sự quan tâm của bệnh viện rất là lớn. Và đến ngày hôm nay thì mình đã cầm cái kết quả trên tay rồi, và cái kết quả beta của mình là 528, là hai vợ chồng rất là vui. Đây là điều hạnh phúc rất là lớn rồi, và cảm ơn tất cả các đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện cũng như là nhân viên của bệnh viện. Đây là một niềm hạnh phúc rất là lớn lao đến với vợ chồng mình, mà thấy là rất là bất ngờ. Nghĩ không nghĩ là ngay lần đầu tiên mà mình lại tỷ lệ động ngay như thế, nên mình hạnh phúc gia đình. Và không biết nói gì hơn thì đến với cái buổi tọa đàm hôm nay thì trước hết là cảm ơn bác sĩ Phi. Đầu tiên là cảm ơn bác sĩ Phi và cảm ơn tất cả các đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện và các nhân viên đã hết sức là giúp đỡ, tạo điều kiện và đồng hành cùng với vợ chồng mình được đến ngày hôm nay. Mình rất là vui và cũng hy vọng rằng là tất cả các cái cặp vợ chồng mà đang trên đường tìm con giống như vợ chồng mình đừng bao giờ tắt hy vọng, bởi vì mình thấy rằng vợ chồng mình là một cái trường hợp rất là khó khăn rồi, gần như là tắt hy vọng rồi. Thế nhưng mà đến hôm nay thì mình đã có cái kết quả cầm trên tay, và giờ chỉ mong rằng là sẽ được ngày mà đón bé ra và để đưa lên bệnh viện để cảm ơn các bác sĩ thôi. Kết quả viên mãn của anh Lộc, chị Xuân không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng anh chị mà còn là niềm hạnh phúc của bác sĩ Phi, của toàn thể đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm IVF Hà Nội. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của anh chị. Chúc mừng anh chị đã được thực hiện thiên chức cao cả của mình. Và xin được chúc cho chị Xuân sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé đủ ngày đủ tháng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì podcast với chủ đề vô tinh không vô vọng của tuần này cũng đã đến lúc phải khép lại. Ban biên tập xin được gửi lời cảm ơn chân thành vì Ban biên tập thực hiện chuyên mục xin được chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và nhân dịp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã đến, kính chúc toàn thể mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số phát sóng tiếp theo.